Kính thưa ban giám khảo, ban tổ chức, quý thầy cô cùng toàn thể các bạn học sinh, em xin được tự giới thiệu về mình. Em tên Hoàng Thiên Quỳnh, đến từ đơn vị lớp 7C, trường Trung học cơ sở Quỳnh Sơn. Em tham gia cuộc thi sách và khát vọng cống hiến nhằm lan tỏa niềm đam mê cũng như giúp mọi người hiểu được nội dung cuốn sách mà em sắp đọc. Chúng ta đều biết những tác phẩm, những câu chuyện liên quan đến văn học đều mang lại cho chúng ta nhiều ý nghĩa xoay quanh cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Và những cuốn sách văn học là dòng sách đáng đọc nhất trên đời bởi giá trị truyền tải và tính tự nghiệm vô cùng to lớn. Trong câu nói, một cuốn sách tốt thắp sáng vạn ước mơ, qua câu nói này cho em muốn giới thiệu cho mọi người một cuốn sách hạt giống tâm hồn. Cuốn sách này giúp em học hỏi được rất nhiều điều, điều đó có thể là những điều tốt hay những điều khuyên răn chúng ta, và điều đó có thể là sự tác động tích cực đối với bản thân chúng ta. Có ai mà chưa từng một lần trải qua vị đắng của cuộc sống, lâm vào những tình huống, hoàn cảnh tuyệt vọng, bế tắc và không biết chọn lối đi nào, và dường như mọi dự định, mọi ước mơ đều sụp đổ, không còn điểm tựa. Cảm thấy hụt hẫng và không muốn làm gì, chỉ có ý nghĩa chấm dứt, buông xuôi, trôi đi nỗi buồn. Những lúc như vậy chẳng hẳn ai cũng cần một động lực để đứng lên, và tôi cũng vậy. Tôi đã từng tìm cho mình những cuốn sách về cuộc sống nhằm khắc phục những hạn chế và đưa ra cho mình những bài học kinh nghiệm. Cho đến khi tôi tìm thấy cuốn sách Hạt giống tâm hồn, cuốn sách đã làm không ít người thức tỉnh về bài học cuộc sống, đem lại sự đồng cảm cho nhiều người. Hạt giống tâm hồn, một cuốn sách nổi tiếng về các câu chuyện nghệ thuật sống và giá trị đạo đức được công ty Phim Lưu Trí Việt góp nhặt, sưu tập. Bộ sách là nguồn cảm hứng và sự thúc dục thúc đẩy con người vươn lên trong mọi nghịch cảnh, chiến thắng chính mình và sống xứng đáng với phẩm chất của mình. Cuốn Hạt giống tâm hồn của một có một câu nói của Oprah Winfrey rằng cuộc sống luôn chứa đựng những nỗi đau mà ta không thể nào đoán trước được. Thế nhưng hãy tin rằng mọi chuyện buồn đều lướt qua chúng ta rất nhanh như một đoạn phim ngắn. Cuốn sách đem lại rất nhiều cảm xúc cho người đọc. Mỗi người sẽ có những cảm nhận riêng về cuốn sách. Riêng tôi, sự kiên cường, ý chí vươn lên lại chống lại chông gai của từng nhân vật trong cuốn sách là cảm nhận của tôi từ họ. Hạt giống tâm hồn là cuốn sách viết lên những bài học quý giá dành tặng những người đang phải đối đầu với những thử thách mà cuộc sống đem lại, là người bạn tâm sự sát cánh bên ta mỗi khi mỗi buồn ập đến, cũng như cuốn sách lấy đi những giọt nước mắt đầy cảm xúc trong tim người đọc. Tôi dường như đã hiểu thêm về cuộc sống này. Có những người bất hạnh và đau khổ hơn ta, nhưng vì họ và họ đang thấy những điều kỳ diệu và tiếp tục cố gắng. Cuốn sách như trang mở đầu trong tôi, biến tôi từ con số 0 và biết đứng lên dần mỗi khi vấp ngã. Đắc tâm nhất ngoài cảm nhận về cuộc sống, tôi đã biết thêm cho mình những bài học quý giá. Trước đó tôi đã đặt ra hàng trăm lý do, hàng trăm câu hỏi làm sao để dẫn đến thành công và làm thế nào để chọn được con đường tương lai tốt. Hầu hết những lý do đó không có câu trả lời và cũng không có cách giải quyết. Nhưng đến giờ tôi đã tìm thấy câu trả lời trong Hạt giống tâm hồn, chỉ bằng hai chữ nỗ lực. Hạt giống tâm hồn như một phép màu kỳ diệu mách chúng ta khi phải gặp thử thách, những khó khăn tưởng chừng như không vượt qua, nhưng chỉ cần có ý chí và niềm tin, bạn sẽ vượt qua những khó khăn đó và chạm đến đích thành công. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, nếu chúng ta mang một sức mạnh ý chí, gạt đi những giọt nước mắt đau khổ để đứng dậy, sẵn sàng đối mặt với những khó khăn đó, thì ta sẽ nhận ra rằng đằng sau những giọt nước mắt đó vẫn là một niềm hạnh phúc, niềm vui. Và trái lại, nếu dễ dàng vứt bỏ kiếm, buông xuôi, thì ta chỉ nhận được thất bại song song với những nỗi buồn ám mãi không buông. Có những lúc tôi thất bại và muốn lùi bước,
Nhưng rồi tôi đã cố gắng bước lên vì hạt giống tâm hồn mang lại tôi một sức mạnh vi diệu. Hạt giống tâm hồn, cuốn sách mang lại niềm tin cho mọi người và đem lại phần nào thành công cho chúng ta, giúp ta thấy được giá trị của cuộc sống. Cảm ơn hạt giống tâm hồn, cuốn sách giúp tôi nhận thức đúng về giá trị bản thân và là nguồn động lực khi tôi vấp ngã, thất bại trong cuộc sống.